Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Và cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên thần hầu hạ người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilee rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời Vâng, xin kính chào tất cả anh chị em và các bạn. Chúng ta đã bắt đầu tuần thứ nhất của mùa chay thánh năm nay. Chúng ta mới bắt đầu mùa chay thánh năm nay, nhưng có lẽ cả nhân loại của chúng ta đang chìm đắm trong mùa chay trong suốt cả một năm vừa qua. Chúng ta thấy rằng trong một năm vừa qua, khi đại dịch COVID bắt đầu lan tràn ở Trung Quốc và sang nước Mỹ của chúng ta, thì đã có trên 110 triệu người bị nhiễm và có tới hơn 2 triệu người đã qua đời. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa chay để chúng ta ăn năn sám hối. Chúng ta cầu xin lòng thương xót Chúa tha thứ những cái tội lỗi của chúng ta và xin Chúa ban cho chúng ta được mau chóng thoát khỏi cơn đại dịch này. Trong khi chúng ta cầu xin Chúa thì chúng ta cũng biết phong tỏa những cái tội lỗi của chúng ta. Chúng ta cũng biết cách ly khỏi phong tỏa những cái thói hư nết xấu trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng biết cách ly khỏi những tội lỗi, biết rửa, không chỉ rửa tay của chúng ta khỏi những vết nhơ, khỏi những con virus, nhưng chúng ta cũng cầu xin Chúa rửa cả tâm hồn của chúng ta khỏi những vết nhơ của tội lỗi. Chúng ta không chỉ đeo những cái thứ khẩu trang nhiều lớp để ngăn ngừa COVID lan tỏa, nhưng chúng ta cũng đeo những khẩu trang để ngăn ngừa những thói hư tật xấu, những lời nói hành, nói xấu trong đời sống. Thiết nghĩ nếu chúng ta chỉ thực hiện những phương pháp rất đơn giản như vậy thôi, thì không chỉ cách giúp cho chúng ta trong cơn đại dịch này, nhưng giúp cho chúng ta sống một mùa chay thánh thiện trong Chúa. Vâng, thưa anh chị em, không biết có bao giờ anh chị em ngồi xuống và anh chị em suy nghĩ rằng là trong một tuần lễ, lời Chúa muốn nói với chúng ta điều gì? Thông thường thì tất cả các anh chị em chúng ta thường chỉ đi lễ ngày Chủ nhật và chúng ta nghe đoạn lời Chúa ngày Chủ nhật và chúng ta nghe giảng. Và đôi khi chúng ta nghe giảng thì cũng chỉ nghe tai này, nó lại qua tai kia. Khi chúng ta chưa ra khỏi nhà thờ thì chúng ta đã quên hết tất cả những gì mà Chúa muốn nói với chúng ta. Ngày hôm nay, thay vì chia sẻ lại các bài tin mừng mà chúng ta đã nghe, các bài giảng mà chúng ta nghe trong Chủ nhật tuần trước, thì tôi xin chia sẻ với các anh chị em những gì mà lời Chúa muốn nói với chúng ta trong tuần thứ nhất của mùa chay thánh năm nay. Như anh chị em đã biết, ngày hôm nay đó là ngày thứ hai đầu tiên của tuần đầu tiên mùa mùa chay năm B. Và hôm nay tức là ngày lễ thiết lập tông tòa Thánh Phêrô. Chúa Giêsu đã phán: Phêrô, con là đá, trên viên đá này cha sẽ xây giáo hội của thầy và không quyền lực nào có thể phá đổ được. Vâng, thưa anh chị em, trong những ngày vừa qua chúng ta nghe rất nhiều những tin về giáo hội và trong đó có những cái tin không được tốt lắm, nào là những cái phẩm phục một cách phẩm phục mặc trong các thánh lễ ở Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua,
không đúng với phẩm phục của giáo hội, nào là một là hai hồng y từ chức. Nhưng mà lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho mỗi người chúng ta đó là giáo hội do chính Đức Giêsu đã thiết lập, không một quyền lực nào có thể phá đổ được giáo hội. Và trước khi Chúa Giêsu tuyên bố điều đó, chúng ta còn thấy rằng Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: người ta nói con người là ai? Và các môn đệ trả lời: có người nói Gioan Tẩy Giả, có người nói một ngôn sứ nào đó sống lại. Rồi Chúa Giêsu nói rằng: còn các con nói thầy là ai? Vì các thánh Phêrô đã tuyên xưng đức tin. Vâng, thưa anh chị em, cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay đó là: giờ này Đức Kitô là ai? Đức Kitô có phải chỉ là một triết gia, một nhà thần học, một nhà dạy luân lý, hay là một thầy giáo giỏi? Vâng, thưa anh chị em, Đức Kitô là Chúa của chúng ta. Khi chúng ta trả lời cái câu hỏi này một cách xác tín thì nó sẽ định hướng cả cuộc đời của chúng ta, cả cách sống của chúng ta và cả cách làm việc, cách tiếp xúc, lời nói, việc làm của chúng ta. Trong ngày mai, chúng ta đã thấy trong ngày mai, ngày mốt và ngày thứ năm thì chúng ta sẽ được nghe về đời sống cầu nguyện trong tin mừng Thánh Matthew chương 6 câu 7 đến câu 15. Thì Chúa Giêsu các môn đệ đến thưa với Chúa rằng: xin thầy dạy cho con cách cầu nguyện. Và Chúa đã nói: khi các con cầu nguyện, các con hãy cầu xin lạy Cha chúng con ở trên trời: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vâng, thưa anh chị em, đó là lời Chúa ngày thứ ba Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Và Chúa còn nhắc nhở cho mỗi người chúng ta rằng: khi các con cầu nguyện, các con đừng lải nhải như những người dân ngoại, vì Cha các con đã biết rõ các con cần gì trước khi tất cả các gì chúng các con xin. Vâng, thưa anh chị em, tất cả những lời kinh chúng ta đọc, dù đó là kinh gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ là những lời kinh mà những người khác đã viết ra cho chúng ta để cho chúng ta đọc. Nhưng lời kinh lạy Cha chính là lời kinh mà Chúa đã dạy cho mỗi người chúng ta. Nên chúng ta đọc kinh lạy Cha với tất cả lòng thành tín và sốt sắng của chúng ta. Một lời kinh rất ngắn, rất đơn sơ nhưng mà rất hữu hiệu để chúng ta hướng tâm hồn lên tới Chúa. Trong ngày thứ tư thì Chúa Giêsu nhắc nhở cho các môn đệ và dân chúng rằng: nhiều người ngày hôm nay đi tìm các thứ dấu lạ, nhưng mà không có một dấu lạ nào quan trọng bằng dấu lạ của Jonah, khi Chúa Giêsu nói chính về cái chết và phục sinh của Chúa. Vâng, thưa anh chị em, như Jonah đã bị chôn vùi trong bụng con kình ngư trong 3 ngày và được thả ra sống lại, thì Chúa Giêsu qua cuộc thương khó và phục sinh ở cuối mùa chay này là một dấu lạ cho chúng ta. Khi nói về dấu lạ, tôi cũng nhớ đến ngày hôm nay, nhất là vào trong những cái dịp lễ Tết này, thì có rất nhiều anh chị em Việt Nam của chúng ta đi xem bói, xem toán để mà nhìn, để mà xem cuộc đời của mình. Vâng, thưa anh chị em, khi chúng ta đi xem bói, xem toán để mà bước cuộc đời của chúng ta là chúng ta đã quên, không tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Dù một cái tóc trên đầu của anh chúng ta rụng xuống cũng không ngoài sự quan phòng của Chúa. Đừng đi tìm những cái dấu lạ ở bên ngoài, đừng chỉ đi tìm những cái phép lạ, nhưng tìm Chúa Giêsu. Khi chúng ta có Chúa Giêsu ở trong cuộc đời của chúng ta thì cuộc đời của chúng ta mới hanh thông, cuộc đời của chúng ta mới thấy được niềm vui và niềm hạnh phúc. Trong những ngày tiếp theo, ngày thứ thứ năm và ngày thứ sáu, ngày thứ sáu và ngày thứ bảy, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta 2 điều quan trọng, thưa anh chị em, trong tin mừng Matthew chương 5 câu 20 đến câu 26 và chương 5 câu 43 đến câu 48. Chúa mời gọi chúng ta điều thứ nhất đó là: trước khi anh em mang của lễ lên bàn thờ mà anh em còn thấy mình còn bất hòa với ai đó, thì anh em hãy để của lễ ở đó,
để quay về làm hòa với người anh em của mình. Vâng, thưa anh chị em, mùa chay là mùa của ăn năn sám hối, nhưng cũng đồng thời đó là mùa của sự hòa giải. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trong tuần này, chúng ta hãy đến với bí tích hòa giải bởi việc xưng tội để làm hòa trở lại với Chúa. Và Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy thử xét lại trong đời sống của chúng ta, xem rằng chúng ta đã làm phạm lỗi đến ai chưa. Vâng, thưa anh chị em, khi chúng ta phạm lỗi đến một người nào đó thì cũng giống như là một chiếc đinh đóng vào một cái miếng gỗ. Cho dù cái chiếc đinh đó nó được nhổ đi rồi, nhưng nó vẫn còn để lại một cái dấu tích trên cái miếng gỗ đó. Khi chúng ta nói những lời xúc phạm đến nhau, khi chúng ta nói hành, nói xấu, làm tổn thương nhau, tuy rằng có thể đã tha thứ rồi, nhưng những cái vết sẹo vẫn còn trong tâm hồn của chúng ta. Nên chúng ta mời Chúa, mời gọi lời Chúa, mời mời gọi mỗi người chúng ta, đó là hãy làm hòa, hãy tha thứ cho nhau. Khi chúng ta làm hòa, tha thứ cho nhau, thì Chúa cũng tha thứ cho chúng ta. Lời Chúa trong ngày thứ bảy mời gọi mỗi người chúng ta đi xa hơn một bước nữa. Đó là không chỉ yêu thương những người thân cận, không chỉ yêu thương những người chúng ta yêu thương, mà yêu cả chính kẻ thù của chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, không có một kẻ thù nào quan trọng và nguy hiểm cho bằng chính kẻ thù của cái tôi của chúng ta. Nếu như chúng ta không biết yêu thương chính chúng ta, không biết dẹp bỏ đi cái tôi của cuộc đời của chúng ta, thì nó sẽ phá hủy cuộc đời của chúng ta ngay trong đời sống nội tại của mình. Yêu thương lấy bản thân của chúng ta, đừng dùng nhiều thời gian quá nhiều trên Facebook, trên Internet. Hãy dùng thời gian mùa chay thánh này để cầu nguyện với Chúa. Vâng, thưa anh chị em, khi nói về yêu thương là một điều hết sức khó khăn. Thế nhưng khi chúng ta nhìn lên cây thập giá của Chúa Giêsu và Chúa đã đổ hơi máu cuối cùng để mà tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Và Chúa đã phán trên cây thánh giá rằng: Lạy Cha, xin hãy tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Vâng, thưa anh chị em, có rất nhiều lần những người khác phạm lỗi cho chúng ta, với chúng ta, nhưng mà thực ra họ phạm lỗi mà họ không biết rằng họ phạm lỗi. Khi chúng ta tha thứ cho kẻ thù của chúng ta hay cho những người đã xúc phạm với chúng ta, không chỉ làm ban ân huệ cho người khác, nhưng mà ban ân huệ cho chính bản thân của chúng ta. Và cuối cùng, lời Chúa trong ngày Chủ nhật tuần thứ hai mùa chay trong tin mừng Thánh Mát-cô chương 9 câu 2 đến câu 10. Chúa Giêsu lên núi để mà cầu nguyện, và trong khi Ngài cầu nguyện thì Ngài đã biến đổi, áo của Ngài trở nên trắng tinh, có các Môi-se và Elia hiện ra đàm đạo với Chúa. Vâng, thưa anh chị em, mùa chay là mùa của sự biến đổi. Vâng, thưa anh chị em, trong cái tác phẩm Mùa chay và con sâu bướm của linh mục Nguyễn Tầm Thường thì Ngài đã ví mỗi người chúng ta, khi chúng ta nhìn thấy cái con sâu bướm thì chúng ta không thể nào mà có thể tưởng tượng được nó chỉ là một cái con sâu xấu xí, lông lá đen đủi bò ở dưới đất. Thế nhưng mà chỉ trong một thời gian, khi nó làm một cái kén ở đó và nó chui vào, và nó biến đổi trở thành một cái con bướm rất là lộng lẫy và đẹp và có thể bay lượn trên bầu trời. Và nếu như chúng ta không biết thì chúng ta không thể nào có thể tưởng tượng được một con sâu bướm và một con bướm đang bay lượn trên bầu trời. Vâng, thưa anh chị em, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta ăn chay, chúng ta tin tưởng vào Chúa, chúng ta tín thác với Chúa, chúng ta làm hòa với nhau, chúng ta yêu thương bản thân của chúng ta, yêu thương những người, cả những người thù ghét của chúng ta, là lúc chúng ta được biến đổi. Chúng ta không chỉ biến đổi ở bên ngoài, không chỉ xé chiếc áo của chúng ta, nhưng xé cả tấm lòng của chúng ta, xé cả linh hồn của chúng ta, xé cả cái tôi tự kiêu của chúng ta, để được trở nên giống Chúa, được được trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa. Vâng, thưa anh chị em, đó là một cái sự tóm tắt rất ngắn gọn tất cả những gì Chúa muốn nói với chúng ta trong suốt cả tuần đầu tiên của mùa chay thánh này.
Ước mong sao những cái lời chia sẻ này nhắc nhở cho chúng ta sống làm sao trọn vẹn thánh ý trên Chúa trong cuộc đời. Giống như Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài đã không chỉ chiến thắng Satan, chiến thắng xác thịt, nhưng Ngài còn tuân giữ thánh ý của Thiên Chúa và mời gọi mỗi người chúng ta biết ăn năn thống hối và quay trở về với Chúa. Lạy Chúa Giêsu là vị thượng tế nhân hậu từ bi. Chắc Chúa buồn và thương khi thấy chúng con đang phải vật vã với những cơn thử thách. Chúa cảm thông với những gì chúng con đang trải qua, vì chính Chúa đã nếm nỗi đau của cuộc khổ nạn. Chúa đã xao xuyến trong vườn cây dầu, đã khẩn khoản này xin cha cất chén đắng, và cảm thấy bị cha bỏ rơi khi hấp hối trên thập giá. Chúa đã chịu thử thách về mọi mặt như chúng con, nhưng vẫn giữ một niềm trung tín. Lạy Chúa Giêsu là cây nho đích thực, xin cho chúng con thêm chữu quả, xin cho chúng con đừng mất niềm tin vào Thiên Chúa, đấng không để chúng con bị thử thách vượt qua sức mình. Xin cho chúng con trưởng thành hơn, cứng cáp hơn qua mùa chay thánh này, qua những cái thử thách đau thương trong cuộc đời, để trở nên những lưỡi gươm thép được tôi luyện cho cuộc chiến chống lại các quyền lực của ác thần, của Satan, của xác thịt và của thế gian. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đang cầu nguyện trên đường dây online của ngày hôm nay. Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa, biết thực thi thánh ý Chúa trong cuộc đời của chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đang đau yếu, bệnh tật, đặc biệt là những anh chị em đang bị nhiễm virus corona. Xin Thánh Linh Chúa ban ơn chữa lành xuống trên tất cả anh chị em. Xin anh chị em để cho Chúa động chạm vào những nỗi đau về thể xác cũng như linh hồn, để Chúa chữa lành cho tất cả anh chị em. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả các linh hồn đã qua đời, đặc biệt là các linh hồn mà chúng con cầu nguyện ngày hôm nay, linh hồn Phêrô Phước trong ngày lễ giỗ một năm, linh hồn Phêrô Thống Margarita Hân vừa mới qua đời, cũng như tất cả các linh hồn Phêrô Matthew mà chúng con cầu nguyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin lòng thương xót Chúa thanh tẩy tất cả những tội lỗi thiếu sót của các linh hồn và ban cho họ vào hưởng ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em được bình an. Hòa ơn Chúa. Tôi cầu nguyện chúng con xin thành thực cảm ơn cha và cảm ơn tất cả anh chị em trong hội để dâng lời ca tiếng hát để cầu nguyện cùng tất cả quý vị để tham gia trên online và Facebook trong giờ cầu nguyện gắn khổ Đức Mẹ La Vang. Xin cảm ơn tất cả quý vị và